bạn, mình tên là Cường, mình đến từ trung tâm đào tạo làm gốm cơ bản Sông Hồng. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn chia sẻ các bạn kỹ thuật vẽ cơ bản trên gốm. Để bắt đầu vẽ thì chúng ta cần có những vật dụng cần thiết. Đầu tiên là mẫu vật vẽ. Thì ở đây mình có mẫu vật là một chiếc cốc, một chiếc chậu trồng cây, có thể trồng cây bonsai, chậu của cảnh nhỏ và hai chiếc đĩa. Tùy các bạn là sản phẩm ở đây là bằng đất nên rất là dễ vỡ nên chúng ta cần phải cẩn thận. Tiếp theo mình sẽ giới thiệu đến bộ bút vẽ. Bộ bút vẽ của chúng ta thì có 10 chiếc, được chia làm nhiều loại. Thì trước tiên đó là cái bút chì. Cái bút chì trong vẽ gốm thì dùng để phác thảo ý tưởng. Tiếp theo đó là bộ bút mảng. Bộ bút mảng đây gồm 3 cây, tùy theo những hình vẽ và những họa tiết khác nhau mà mình dùng những kích cỡ khác nhau. Bút mảng này có công dụng là dùng để vẽ mảng mây, mảng trời, mảng núi, mảng sông nước và mảng như mái nhà chẳng hạn. Tiếp theo là bộ bút nét. Bộ bút nét của chúng ta đây có 4 cây, 4 kích cỡ khác nhau. Thì cây số nhỏ nhất là dùng để vẽ những nét mặt, nét mũi, môi, mắt, những chi tiết nhỏ. Bút nét thứ hai là bút nét dùng để vẽ những nét to hơn mà có thể giữ được nhiều mực hơn, như vẽ ngọn cỏ, vẽ những bông hoa sa, vẽ những cái nét của chiếc thuyền, mái nhà. Bút nét số 3 là bút trúc. Bút trúc này dùng để vẽ thân cây, vẽ cành cây, vẽ lá trúc và vẽ những cái lá của như là đa chẳng hạn, rồi cũng có thể dùng để viết chữ nữa. Cuối cùng là một cây bút nét to nhất. Cây bút nét to nhất này có thể dùng để vẽ nét nhỏ và vừa, cũng có thể dùng để làm bút để vẽ những cái mảng. Một người thợ giỏi thì có thể dùng cây bút này có thể vẽ để hoàn thành một tác phẩm tranh. Cuối cùng là những cây bút chấm. Ở đây mình có 2 cây. Thì cây bút này là dùng để chấm rừng, chấm lá cây, lá xa lá gần. Cuối cùng là cây bút chấm hoa. Đây là cái bút do mình tự tạo ra. Cái bút này dùng để chấm hoa, chấm quả. Giới thiệu về men màu vẽ trên gốm. Men màu vẽ trên gốm khác biệt hoàn toàn với màu vẽ trên những chất liệu khác. Chúng được kết hợp với men để chịu được một nhiệt độ từ 1000 đến 1300 độ C. Thành phần của men màu này khá là phức tạp, mình khó có thể mà chia sẻ để cho các bạn hiểu rõ ngay bây giờ. Thế nhưng các bạn có thể mua tại trung tâm đào tạo làm gốm cơ bản Sông Hồng hoặc những cơ sở sản xuất men màu chất lượng cao tại Bãi Trải. Ngoài ra chúng ta còn cần 3 vật dụng để phụ trợ cho quá trình vẽ gốm. Đầu tiên là một cốc nước sạch. Chúng ta dùng cốc nước này để rửa bút trong quá trình thay đổi màu vẽ. Thứ hai là một cái miếng đệm hút nước để chúng ta có thể giảm bớt lượng nước và lượng màu trong quá trình rửa bút và lấy màu. Thứ ba là một cây dao để chúng ta có thể sửa những cái mảng màu sai, không đồng ý. Trên đây là tất cả những vật dụng cần thiết cho quá trình vẽ gốm của chúng ta. Tiếp theo là một nét thẳng. Tiếp theo nữa là nét tròn. Đây chúng ta có mặt trời. Tiếp theo là một nét cỏ. Chúng ta có một bụi tre. Tiếp theo nữa mình sẽ hướng dẫn các bạn nét lá.
Lá đây chúng ta có thể dùng để vẽ lá, có thể dùng để vẽ cánh hoa. Thì mình sẽ vẽ lá lá trước. Cái lá này thì mình sẽ đi thêm nét thẳng vào, vừa xong đã có nét thẳng rồi. Mình quay lại bước nét lá để vẽ cánh hoa. Đây mình sẽ vẽ hơn. Đây mình có bông bông hoa mặt trời. Tiếp theo mình sẽ vẽ một nét nét hoa. Hoa này dùng để vẽ những bông hoa khác. Bây giờ sẽ là đến nét chấm cỏ, nét chấm lá cây. Có thể chấm những bờ cỏ, có thể chấm những cái cây sa chẳng hạn. Cuối cùng là nét chấm hoa. Chúng ta có thể chấm bông hoa, thêm một bông hoa chẳng hạn. Chúng ta có thể rửa sạch bút đi và chấm thêm một hai bông hoa màu khác cho nó đẹp. Bây giờ chúng ta quay lại nét thứ hai là nét thẳng để chúng ta hoàn thiện một bức bức tranh bông hoa. Đây là nét cỏ của chúng ta, như chúng ta vẽ ngược tay thì chúng ta sẽ được những cái nét như này. Chúng ta được một bức tranh đơn giản thôi. Trên đây mình vừa giới thiệu những nét cơ bản vẽ gốm, vừa rồi vẽ những cái sản phẩm đơn giản. Từ những cái nét cơ bản, những cái sản phẩm đơn giản này, các bạn có thể tự vẽ cho mình những cái sản phẩm của riêng mình. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong những video sau.